Thưa quý vị, cách đây 94 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị Hợp nhất ba tổ chức Cộng sản họp tại Hồng Kông, Trung Quốc đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đánh dấu bước ngoặt của cách mạng Việt Nam và là một khởi đầu cho tương lai tươi sáng của dân tộc. Trải qua 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đứng lên giành đòi độc lập, tự do, giải phóng chính mình khỏi ách nô lệ thực dân và đế quốc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Những thắng lợi trong công cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh, trí tuệ và khả năng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, từng bước bắt kịp các quốc gia phát triển trên thế giới như Bác Hồ hằng mong đợi. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, hàng loạt những thắng lợi nối tiếp thắng lợi, cách mạng tháng 8 thành công, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và chiến thắng lịch sử của chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước đã viết nên một trong những trang sử tươi thắm rực rỡ nhất của dân tộc. Sau khi đất nước được thống nhất, trong muôn vàn khó khăn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân vừa khôi phục kinh tế, vừa đối phó với thù trong, giặc ngoài. Từ năm 1986, Đảng đề ra đường lối đổi mới, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, thoát khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Trong những năm gần đây, Đảng tiếp tục tự đổi mới để hoàn thành ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó, tập trung cho công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nếu chúng ta theo dõi thời sự trên báo đài thì chúng ta thấy là lãnh đạo Đảng của chúng ta, nhà nước của chúng ta mở rộng cái quan hệ đối ngoại với các nước không chỉ trong khu vực Đông Châu Á, Thái Bình Dương mà kể cả châu Âu và một số nước khác. Mà đặc biệt nữa là gần đây thì chúng ta đã nâng cấp được cái quan hệ đối ngoại với Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái thắng lợi về mặt đối ngoại của chúng ta. Và cái thắng lợi này nó mở cửa cho chúng ta để đón tiếp những cái nguồn vốn từ ở nước ngoài đầu tư vào. Với đặc biệt nữa là những cái đầu tư về khoa học, về công nghệ, mũi nhọn, mang tính chất mũi nhọn trong kinh tế đó. Thì tôi nghĩ là nó là một trong những cái điều kiện để thúc đẩy kinh tế chúng ta phát triển. Tại Đồng Nai, các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã từng bước đưa Đồng Nai luôn nằm top các tỉnh phát triển của cả nước. Đảng bộ tỉnh đã và đang không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chúng ta biết năm nay là cái năm Giáp Thìn và chúng ta cũng đã chuẩn bị là 94 năm thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì chúng ta biết là Đảng Cộng sản Việt Nam khi ra đời trong một cái điều kiện hoàn cảnh từ dân tộc mà ra, từ cái lòng yêu nước, từ cái truyền thống yêu nước mà đi lên. Và tôi nghĩ rằng với những cái thành tựu như vừa nói như vậy, chúng ta hy vọng trong năm tới là Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có Đảng Bộ Đồng Nai, là tiếp tục củng cố được cái tổ chức, cái bộ máy của mình để vươn lên trở thành một cái đội ngũ lãnh đạo xứng tầm với một cái đất nước đang ngày một phát triển. Năm 2024 này, đối với đất nước gặp cũng rất nhiều khó khăn, nhưng thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng thì tiếp tục sẽ vững tay lái để đưa đất nước của chúng ta phát triển mạnh hơn nữa. Và đặc biệt đối với các địa phương hiện nay cũng đang xây dựng các chương trình, các cái mô hình để làm sáng, xanh, sạch đẹp đối với quê hương của mình, để xứng đáng là quê hương anh hùng trong tỉnh Đồng Nai này. Từ những kết quả đạt được, hoàn toàn tin tưởng rằng với khí thế mới, động lực mới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa để vượt qua khó khăn thách thức phía trước. Từ đó hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng đã đề ra, xây dựng đất nước cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, xây dựng Đồng Nai ngày càng phát triển.